Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng chương trình chăm sóc đột quỵ ENZO Việt Nam tổ chức hội nghị điều dưỡng đột quỵ toàn quốc chuyên đề xử trí cấp cứu đột quỵ thiếu máu não tại hội trường khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Cần Thơ với mục đích nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác tiếp nhận, xử trí, điều trị và chăm sóc bệnh nhân đột quỵ dưới sự tham gia của các báo cáo viên đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện E cùng khoảng 1.000 đại biểu cả nước tham dự trực tiếp và trực tuyến. Tại hội nghị, đại biểu được nghe tiến sĩ bác sĩ Hà Tấn Đức, trưởng khoa đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ báo cáo về vấn đề tối ưu hóa quy trình cấp cứu đột quỵ và xây dựng mạng lưới điều trị đột quỵ cũng như việc xử trí toàn diện bệnh nhân đột quỵ. Bên cạnh đó có sự chia sẻ về vai trò của điều dưỡng trong giai đoạn tối cấp, vai trò của điều dưỡng trong giai đoạn cấp và hậu cấp của các báo cáo viên đến từ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị đã diễn ra buổi thực tập nhận diện và xử trí bệnh nhân trong giai đoạn tối cấp, chăm sóc bệnh nhân sau giai đoạn tối cấp, cũng như thực tập xử trí những tình huống đặc biệt thường gặp trên lâm sàng. Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, với gần 200.000 ca đột quỵ mắc mới mỗi năm đã trở thành gánh nặng cho ngành y tế và xã hội. Điều dưỡng là người đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân, nhận diện đột quỵ và khởi động quy trình cấp cứu đột quỵ. Vì vậy, điều dưỡng viên phải là những người có chuyên môn, kỹ năng, được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang áp dụng quy trình chăm sóc bệnh nhân theo tiêu chuẩn của Hội đột quỵ châu Âu, giúp nhất quán trong quá trình điều trị.